Pele lên gỡ lại tất cả những gì đã mất. Pele rồi. Vua bóng đá. Vua bóng đá. Vua bóng đá Pele. Siêu phẩm Pele Icon cộng 5. Mặt ai mày đơ. Nói nhiều mất thay ra. Đẳng sơ cấp. Đẳng sơ cấp. Tôi bảo rồi mà. Hai quả. Giới thiệu với anh em trang web giao dịch thẻ chiết khấu cao Kho Thẻ 365.com. Chỉ cần đăng ký tài khoản là bạn có thể mua thẻ game với chiết khấu lên tới 6% và chuyển sò Garena là 10%. Ngoài ra còn hỗ trợ anh em đổi thẻ cào với chiết khấu cực kỳ thấp. Hãy đến với Kho Thẻ 365.com. Ok, và con tem buổi trưa ngày hôm nay anh em ơi. Trưa ngày hôm nay thì tôi đang có một cái team color gần full mức thẻ icon cộng 5 anh em ơi. Hiện tại đang thiếu quả Pele. Pele lên 4 này. Pele lên 4, Mbappe lên 10 và Rijkaard sẽ là ba con hàng mà tôi muốn hướng đến ngày hôm nay. Không biết là chủ hạc đã chuẩn bị cho tôi phôi chưa ấy nhỉ? Xem là ứa vào phôi, hình như chủ hạc có mua rồi anh em ạ. Chủ hạc có mua rồi đấy. Rijkaard, Pele. Oai. Pele 4 vạch anh em ạ. Pele 4 vạch. Mày dã man nhờ. Pele 4 vạch. Liệu có ổn không ta? Xem Rijkaard mấy vạch nào. Rijkaard 2.17 và 3.16 à. Rijkaard xem nào. Rijkaard 4 vạch. Chúng ta sẽ có 2.17 này. Ui, Rijkaard full vạch luôn hả? Rijkaard full vạch luôn hả? Hay là 4 vạch ta, 4 vạch rưỡi à? Vậy là Mbappe 1, 2, 3, 4, 5. Mbappe sẽ là 5 vạch. Mbappe sẽ là 5 vạch. Bỏ 2.17 ra. Đấy, thế này là full vạch. Thế này là full vạch anh em ơi. 1, 2, 3. Thêm con 117 của 117 của Mbappe nữa nhở. Khoai đấy, khoai đấy. Vậy là chúng ta sẽ có 3 kèo. Vậy là chúng ta sẽ có 3 kèo. 2 con cộng 4 đây rồi. 2 con cộng 4 đây rồi. CA7 đã donate cho Taijiji 10.000. Anh cảm ơn CA7. Cầu mong tiên sinh đập xịt hết để e được đối đầu với cơn thịnh nộ. Ok, xong rồi đấy nha. Hôm nay khỏe chưa em? Hôm nay khỏe chưa em dai? Vẫn công thức cũ thôi, 1 cộng 1 bằng 2. Vẫn công thức cũ, 1 cộng 1 bằng 2 anh em. Con này không thể nào lên được, không thể nào lên được con này. Không thể nào lên được. Con này xin một turn rồi, về 3 đi. 3 hoặc dưới 3 cũng được. Mày đẹp, nó đẹp. Nó đẹp từng milimet luôn. Đầu tiên sẽ là Rijkaard. Con này lên chắc. Nói nhiều mất hay ra. Về 2 thế nào được anh em, về 2 thế nào được. Con này lên 5 là rõ. Kèo chính là Pele anh em ơi, kèo chính là Pele nha. Pele lên gỡ lại tất cả những gì đã mất. Pele lên gỡ lại tất cả những gì đã mất. Pele rồi. Vua bóng đá. Vua bóng đá. Vua bóng đá Pele. Siêu phẩm Pele Icon cộng 5. Mặt ảo mày đơ. Nói nhiều mất thay ra. Đẳng sơ cấp. Đẳng sơ cấp. Tôi bảo rồi mà. Đẳng sơ cấp. Mẹ khoe gái. Khoe gái với cả lò. Lệch làm sao được. Lệch làm sao được đúng không anh em. Lệch làm sao được. Thường ngày mà cũng khoe tiên sinh này. Mình làm suốt rồi mà. Cái gì mà làm suốt anh em. Cái gì mà làm suốt rồi. Bây giờ ok. Bây giờ hai kèo chúng ta lên một kèo rồi. Bây giờ xem nào. Có nên nện lại quả Rijkaard không nhở. Cả nhà. Có nên nện lại quả Rijkaard không ta. Rijkaard không nó về mấy nhở. Rijkaard về 2. Như là vẫn đủ phôi đấy. Vẫn đủ phôi anh em ơi. Vẫn đủ phôi lên cộng 3 đấy. Đủ phôi để có mình có thể mua Rijkaard không nhở. Xem đủ phôi để mua phôi được Rijkaard không ta. Về ba đi. Có mẹ nó đéo lên được. Nó đéo lên được rồi. Không ổn được cả nhà, không ổn rồi. Nói nhiều mai lên được Pele là ok rồi. Tôi nghĩ lên Pele là ok rồi. Con này mà lên được 10 nữa thì thôi. À chào ơi. Mồi không nhở. Đập 10 nhưng mà mồi hay không tỷ lệ nó như nhau mà. Con này lên 10 là chỉ số tầm bao nhiêu anh em nhở. Lên 10 chỉ số bao nhiêu vậy? Tôi có linh cảm con này lên 10 nhá. Em mà về lên đồ lên 1 lít à? Chủ ác rồi, chủ ác rồi, chủ ác rồi. Chủ ác đâu rồi ta? Siêu phẩm Mbappe Icon cộng 10. Siêu phẩm Mbappe cộng 10. Khó điên luôn mà. Khó điên luôn mà. Nhưng mà thôi không sao. Ba kèo chúng ta lên Pele là thật sự theo như tôi đánh giá là chủ hạc hài lòng. Đúng không chủ hạc? Em hài lòng đúng không? Hài lòng đúng không? Cộng 10 thì chắc chắn có 1% mà. Làm sao mà mình có thể khẳng định một lên 100% được đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là nâng cấp của Pele lên Icon cộng 5 này là chủ hạc đã quá là ok la đấy. Đúng không? Quá ok la rồi. Rijkaard thực ra nó không quan trọng lắm đâu. Theo như lời chủ hạc. Đấy, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta sẽ vào test luôn quả Pele
Icon cộng 5 tôi vừa đập lên chủ hàng này. Ngó qua chỉ số của Bele nhá. Thật ra Bele tôi đá cho anh em gọi là rất nhiều rồi nhá. Chỉ số thì dứt điểm có 139 thôi. Tốc độ 132, tăng tốc 134. Bele là ông vua bước 1. Ông vua bước 1 của FC Online. Tôi xin phép được test quả dàn gọi là Icon. Cũng thuộc dạng là quốc dân. Đấy, điểm yếu của team Icon này chắc là quả Vidic này. Vidic hơi chậm, nhưng mà thôi không sao, cào cả Man đi thì vẫn gọi là ok la. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ test quả Bele nha, mắc binh nha anh em. Test quả Bele mắc binh nha. Mắc binh luôn. Đấy, sơ đồ chiến thuật đây anh em. Anh em có thể copy sơ đồ 4213 là của tôi nha, cân bằng truyền dài này, chú đơn này. Đấy. Được chưa? Nó nhìn rất cơ bản thôi mà. Rồi đấy. À, mùa nóng mắt vậy ta. Chào ơi, và nó like ạ. Vua bóng đá Bele. Mẹ face shot cái các cháu ngã rũi rụi ra. Ôi giời ơi, niệm rồi. Niệm rồi. Chính xác. Ai nhở? Ui, vô ông đá Bele dẻo thế. Ok. Mày mày lách trái lách phải cái dê qua hàng loạt hậu vệ luôn mà. Bố. Ui, đôi tay nó nhanh, đôi tay nó nhanh. Xuất sắc. Những pha nhảy múa trong vòng cấm dê từ hai biên rất khó chịu. Đến từ cả ECBO và Bele. À, nó phải vậy chứ, nó phải vậy chứ em. Tôi dạy cho nó béo thế nào là gấp bóng qua đầu hiệu quả nhá. Nhá. Ua, Bele kìa. Vua bóng lá. À, khung win scan nó nhỏ, che mất tên cầu thủ. Ờ rồi, để đấy anh cho nó nhỏ lại tí. Giờ làm gì vậy? Đá bóng kìa. Thì ông đá chơi kìa. Chơi ông đá kìa. Đường, 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 đường. Đường. Ê, vội ta. Tính tôi thích lội ngược dòng anh em ạ. Còn ai, phanh không kịp kìa. Chết tôi niệm rồi, đá giải nhưng mà là giải 8. À mày thua mẹ trước 2 quả rồi. Một. À, vẫn phải là Bele rồi. Có tên hôm nay là dành cho Bele rồi. Bele Icon cộng 5. Tôi vừa tặng cho chủ hàng. Xuất sắc. Chạm bùm cùm. Trời ơi. Ông vua sút láo. Mẹ con trai của Nelson. À mà xúc thế sao đỡ nhở. Chào một cùm với cả Soi Min là một trong những hai con hàng gọi là được búp nhiều nhất của FC Online đấy. Mặc dù chỉ số nó không được mắc binh cho lắm đâu, nhưng mà sút khá à. Tôi bảo bạn bạn đừng đập lên cộng 9 phí lắm. Thề. Bạn để lại. Ơ thôi đi rồi. Nó tập trung nó. Điểm rồi. Hay thế nhở. Vẫn phải là Bele. Vẫn phải là những cái quả Anthony xoay xoay thương hiệu. À mày vua bóng đá. Mày đi. Đừng để ăn được dầu. Không vào nữa này. Ba quả Etolo là lẽ lại không vào một quả đúng không? Đúng không anh em? Hai quả. Hai quả. Hai quả với Bele luôn. Rồi ơi, hai quả Etorolo vào cả hai kìa. À, một quả chân trái, một quả chân phải luôn kìa. Vút. Em đúng vừa tầm, đúng vừa cái tầm luôn. Dưới. Ai à. Dưới này. Dưới này.
vào đấy. Ui vãi bêu, có mà FD của đấy vào luôn hả? Ui mắc tầm của đấy, của đấy FD mắc tầm anh em ơi. Mà tôi không sao, dù gì thì mình cũng đã ra content của cái team color này rồi. Mẹ ra content luôn rồi gì nữa đúng không? Em mới ra content luôn mà. Quả đập quả Bele, xong rồi Bele hôm nay gió có rất nhiều những pha gọi là siêu phẩm highlight rồi đúng không? Thật ra Bele icon này thì không phải review quá nhiều. Đấy, nếu mà em có tiền rơi vào tầm 4.000 tỷ thì có thể sắm quả Bele icon này về nhá.